Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc Chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hà Giang tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc. Sơn La nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Chợ đêm nét đẹp văn hóa vùng cao tại Điện Biên. Thông tin về thời tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây là các nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực then chốt được tỉnh Phú Thọ tập trung các nguồn lực triển khai thực hiện nội dung chuyển đổi số. Thời gian gần đây, chuyển đổi số trong chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, truy xuất nguồn gốc hàng hóa, giúp nâng cao uy tín sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Phú Thọ hiện có 172 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 5 sao, 46 sản phẩm hạng 4 sao, còn lại là 3 sao. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, đồng thời phát huy tốt tiềm năng lợi thế của các địa phương, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao thu nhập cho người dân. Chỉ tiêu xuất khẩu 1.000 lao động trong năm 2023 của tỉnh Yên Bái đang gặp nhiều khó khăn và dự báo khó thực hiện được do nhiều nguyên nhân mang lại. Theo đánh giá của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh mới có 336 lao động đi làm việc ngoài nước, chủ yếu là ở các nước châu Á. Việc lao động Việt Nam nói chung cũng như của tỉnh Yên Bái nói riêng đi xuất khẩu lao động ở các nước châu Á còn nhiều hạn chế, bởi đây là những thị trường khó tính, đòi hỏi người lao động phải có trình độ và tay nghề cơ bản. Công tác xuất khẩu lao động của Yên Bái hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của người tuyển dụng về trình độ học vấn, sức khỏe, ngoại ngữ, nghiệp vụ, tác phong công nghiệp, khả năng hòa nhập. Đến nay, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tiếp tục được duy trì, phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân vào địa bàn tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng các công trình thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng các nhà máy chế biến. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong 9 tháng năm 2023 ước đạt 372 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 366,9 tỷ đồng, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Công nghiệp quốc doanh địa phương ước đạt 5,3 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu: đá 61.000 mét khối, gạch 10 triệu viên, cát 20.600 mét khối, sản xuất điện 280 kW. Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Giang có gần 80 cơ sở kinh doanh bán lẻ thuốc. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ kiểm tra đột xuất các cơ sở này. Nội dung kiểm tra chú trọng vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh bán lẻ thuốc, việc niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết. Ngoài kiểm tra các cửa hàng kinh doanh thuốc, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục kiểm tra hoạt động quảng cáo, khám chữa bệnh, cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp trên địa bàn thành phố Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, gọi tắt là đề án 1719. Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của đề án, từ đó đẩy mạnh triển khai các dự án thành phần. Để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tập trung đầu tư kết nối hạ tầng tại các vùng khó khăn, ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo cận nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ phát triển văn hóa giáo dục y tế. Tại xã Triềng Đông, 192 hộ nghèo cận nghèo đã được hỗ trợ bồn chứa nước sinh hoạt, thống kê và hoàn thiện hồ sơ cho 35 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, đất ở. Được hỗ trợ bồn chứa nước này, chúng tôi rất vui, có bồn chứa nước rất tiện trong việc sinh hoạt của gia đình. Gia đình tôi dùng bể chứa nước mưa hoặc nước sạch để sinh hoạt, rất đảm bảo vệ sinh. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã được hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa bản nhôm, bản chai và nhà văn hóa cộng đồng của xã.
một cái công trình đường giao thông nông thôn vào khu máu nước nóng của bản Thèn Luông. Huyện Yên Châu đã và đang triển khai 9 dự án thành phần với hàng chục tiểu dự án, với tổng nguồn vốn được giao giai đoạn 2021-2023 trên 144 tỷ đồng. Sau 2 năm triển khai, kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Yên Châu đã có những đổi thay tích cực. Từ các dự án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn đến nay, 100% các xã có đường ô tô, điện lưới quốc gia đến trung tâm xã bản, hệ thống thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ cho sản xuất, trường học, trạm y tế đã cơ bản hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Các chương trình dự án triển khai đã góp phần để mỗi năm huyện giảm trên 3% hộ nghèo. Cùng với việc triển khai các chính sách dân tộc, huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 1719, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từng bước rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, phiên chợ vùng cao luôn là nơi mang đậm sắc màu văn hóa mỗi vùng miền. Đến với huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên, du khách không nên bỏ lỡ một phiên chợ đặc sắc vào mỗi buổi tối thứ Bảy hàng tuần ngay tại trung tâm thị trấn Tùa Chùa. Mặt trời dần buông cũng là lúc chợ đêm Tùa Chùa rộn vang tiếng đàn, tiếng hát. Bóng dáng người lớn, trẻ nhỏ dần đổ về đây để hòa mình vào không gian đặc sắc này. Để quảng bá và giới thiệu hình ảnh của Tùa Chùa thì huyện Tùa Chùa đã có chủ trương là mỗi một xã sẽ chuẩn bị một chương trình văn nghệ diễn vào tối thứ Bảy hàng tuần và tự biên đạo, tự dàn dựng theo cái nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình, không chồng lấn hay không trùng lặp với văn hóa dân tộc khác. Đó cũng là cơ hội để các dân tộc giới thiệu văn hóa của dân tộc mình đến với cộng đồng. Ngay tại vị trí trung tâm của chợ đêm là gian hàng ẩm thực với hàng chục hàng quán, phục vụ nhiều món ăn truyền thống, hấp dẫn người dân và du khách quây quần thưởng thức. Mình là người nấu ăn mà, thấy du khách mình ăn ngon thì mình cảm giác như là vui lắm. Mình kiểu như là cũng muốn là quảng bá cái món ăn và những cái đặc sản ẩm thực của địa phương đến với du khách gần xa. Tại chợ đêm, bà con từ nhiều nơi trên địa bàn huyện cũng trở về đây để bày bán các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương, tiêu biểu như phong lan, mật ong rừng, các loại thảo dược. Tất cả tạo nên một không khí nhộn nhịp hấp dẫn du khách khi đến tham quan. Tôi thì lần đầu tiên được đến với Tùa Chùa, không khí ở đây rất là đông và nhộn nhịp. Đấy, mà bà con rất là thân thiện, các món ăn rất là đặc sắc. Và cũng đã được đi tham quan các cái gian hàng có những cái sản phẩm đặc trưng và tôi rất là ấn tượng với Tùa Chùa và tôi cũng mong muốn được trở lại Tùa Chùa với những cái không khí đón tiếp của bà con nơi đây và tôi rất phấn khởi và vui mừng. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay chợ đêm Tùa Chùa đã dần trở thành một sản phẩm đặc trưng của huyện, có sức hấp dẫn và thu hút rất lớn không chỉ đối với người dân địa phương mà còn cả du khách gần xa. Bản tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 29 ngày 30 tháng 10 năm 2023. Lào Cai nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ C. Điện Biên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Lai Châu nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Sơn La trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Phú Thọ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ C. Hà Giang nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, ngày trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ C. Tuyên Quang nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.